Chào mọi người, hiện tại trên tay mình đây là cái Bluetooth module mới nhất của Audi, là Audi Cipher Bluetooth module ha. Thì cái đây là một trong những Bluetooth module mà hiếm có trên thị trường hiện nay dành cho những cái tai nghe 2 pin ha. Bởi vì đa số thì các module Bluetooth như AKG, Western hay Shure đều là đầu MMCX hết, thì đây là cái duy nhất đầu 2 pin thôi. Thì cái tai nghe này có mục đích Audi giới thiệu là biến những cái tai nghe cao cấp IC10, IC20 và IC4 trở thành những cái tai nghe cao cấp, không dây cao cấp thứ thiệt luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bên trong ha. Thì đầu tiên á, cái dây sạc là dây sạc bằng cord USB chứ không phải Type-C nữa. Rồi, giấy tờ tùy thân của nó ha, giấy manual hướng dẫn sử dụng, điều khiển, các tính năng điều khiển cũng không có gì hết. Cái này cũng dễ thôi. Ở đây cái là cái dây Cipher Bluetooth của chúng ta. Đây, các bạn có thể thấy như cái ở trên cái Bluetooth module này nó cũng có cái điều khiển, thì nó cũng đơn giản thôi, nút ở giữa là nút nguồn, kim play pause, kim nghe gọi luôn. Thì các bạn giữ cái này là bật nguồn ha, giữ lâu là pairing. Rồi hai cái này là tăng giảm âm lượng qua bài lựa bài. Thì cái này là đầu connector 2 pin dành cho những cái tai nghe của Audi. Đây, cái này là đầu connector 2 pin ha, các bạn có thể dễ dàng cắm với các tai nghe Audi một cách rất là dễ dàng thôi. Đợi một xíu. Rồi, đây, các bạn thấy cắm với IC20 rất đẹp luôn ha. Rồi, thì mình muốn nói chút xíu về thời lượng pin của con này á, nó là khoảng 8 tiếng và thời gian sạc là 2 tiếng các bạn có thể sử dụng. Nếu mà các bạn nghe nhạc trong mỗi ngày 4 tiếng á, thì con này nghe được 2 ngày này ha. Thứ hai nữa đó là về cái chuẩn kết nối con này là Bluetooth 5.0 nha. Bluetooth 5.0 và có hỗ trợ các codec là AAC, SBC, aptX và aptX HD nữa. Tất cả đều nhờ một con chip giả mã audio codec của đầu bảng của con đó là CXR8675. Thì cái này trong này thì không chỉ có những cái phần codec audio codec của con không, mà nó còn có thêm cái bộ DSP đặc biệt của Audi nữa để dành riêng cho những cái tai nghe dynamic để điều chỉnh chất âm, và thứ hai nữa là điều chỉnh cái mức công suất đầu ra để cho có thể phát huy được tối đa cái tính năng của tai nghe Audi này. Thứ ba nữa là mình muốn nói đến là cái chất lượng đàm thoại của cái module Bluetooth này á, thực sự nó có thể gọi rất cao cấp và rất rõ ràng luôn. Mình thử sử dụng rồi, ghi âm hoặc là nói chuyện điện thoại đều nghe rất rõ luôn và cũng không có gì phải thành nàn hết á. Ngoài cái việc các bạn có thể kết nối với những tai nghe như Audi IC20, IC10 và LCB4 á, LCB4, thì các bạn còn có thể kết nối con tai nghe này với những cái tai nghe khác có cộng kết nối 2 pin như thế này ha. Tuy nhiên các bạn khi kết nối với cái tai nghe 2 pin á, thì cái đầu connect thì nó sẽ hơi ngắn và cái đầu điều khiển của nó sẽ nằm trên vành tai luôn, khá là khó chịu nếu như bạn nào đang xài tai nghe 2 pin ha. Nói chung khi mình thử cái module Bluetooth Cipher này đối với con tai nghe IC20 và IC10 luôn, thì cá nhân mình thấy cái dây này nó cũng có chất âm riêng, nó là chất âm hơi mượt mà và hơi ngọt, nhưng mà nó không có độ bốc tắc và không có độ bốc như là cái dây Bluetooth của cũng như cái dây Cipher Lightning, nhưng mà nó có khi đó nó mềm mượt hơn và nó mượt mà, nó nghe ngọt ngào hơn, nên những bạn nào thích nghe bolero, nghe nhạc Việt Nam, nhạc pop hay gì đó thì vẫn rất là ok. Nhưng mà có một cái là nó vẫn hơi thua một chút xíu so với dây Cipher Lightning ha. Rất đẹp, một điều hơi đáng tiếc, nhưng mà cái điều Bluetooth thì rất khó đòi hỏi được nhiều nữa. Thứ hai nữa là các tai nghe Planar Magnetic này rất ngốn công suất nha. Và một cái Bluetooth module Bluetooth như thế này mà có thể đáp ứng đủ công suất và đánh ra tiếng của cái tai nghe này cũng là một điều rất đáng khen rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.